Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Lý do ông Biden chưa công khai lên tiếng về xung đột Israel-Iran. Đây là chia sẻ từ các trợ lý của ông Biden với tờ Politico. Hôm 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel để đáp trả vụ tấn công được cho là do Israel tiến hành nhằm vào đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng này. Phía Israel cho hay, quân đội nước này và các đối tác đã ngăn chặn 99% vũ khí Iran sử dụng trong đợt tấn công. Giới chức Nhà Trắng nói với Politico rằng Mỹ nằm trong số các quốc gia giúp bảo vệ Israel và cam kết tiếp tục hỗ trợ, dù ông Biden không đưa ra bình luận công khai vào cuối tuần qua. Đây là nỗ lực ngăn chặn tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa. Cũng theo Politico, một số cố vấn của Tổng thống Biden hy vọng cuộc tấn công của Iran có thể giúp họ tạm thời thoát khỏi sự chỉ trích từ một số thành viên Đảng Dân Chủ, những người không đồng tình với phản ứng của Washington liên quan tới xung đột ở giải Gaza. Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở giải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng hồi tháng 10 2023. Nhiều cử tri trẻ ở Mỹ đã cáo buộc ông Biden không kiểm soát được Israel. Theo giới quan chức y tế Palestine, số người thiệt mạng ở giải Gaza đã vượt qua 33.000 người do hành động tấn công của Israel. Politico cho biết thêm, các thành viên trong nhóm tái tranh cử của ông Biden lo ngại sự bất mãn của cử tri có thể khiến ông phải trả giá ở các bang dao động như Michigan trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.